Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft thử thách cùng với Noob. Yeah. Thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cuộc hành trình đi khám phá những cái điều bí ẩn, điều đặc biệt, cũng như là thực hiện cái thử thách ở trong Minecraft cùng với Noob. Mình nhận được một cái thử thách rất là hay. Đấy, thử thách rất là hay, mình sẽ nói từ từ thôi. Các bạn cũng đã biết rằng là các cái đơn vị đo kiểu như là cm, sau đó thì nhỏ hơn nữa là mm, và nhỏ hơn nữa, nói chung là cái nhỏ hơn nữa đó là nanomet. Đấy, các bạn biết không, nano, trời ơi, mình chả biết nano là cái gì đâu, chỉ thấy là trên mạng họ bảo thế. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá một cái ngôi nhà, đó là ngôi nhà nhỏ nhất ở trong Minecraft, thật sự luôn là rất là nhỏ luôn, nó phải, trời ơi, nhỏ nào ta, nhỏ như một kiểu đây này, một cái lá cỏ này. Trời ơi, làm nào để nói ra được ta. Thôi mình sẽ lấy ngôi nhà đấy ra cho các bạn xem, các bạn xem nó nhỏ như thế nào. Ok, thì để chế tạo được ngôi nhà đó thì chúng ta chỉ cần một cái gỗ ván sâm, à đâu, gỗ sồi chứ, phải không nhỉ, gỗ sồi, rồi ván gỗ sồi và 3 viên kim cương, thế thôi, không cần nhiều. Wow, rồi chúng ta đã được một ngôi nhà nano house. Nano. Đấy, mình chả biết là còn cái gì nhỏ hơn nano nữa không. Chắc là còn, bởi vì là công nghệ hiện đại mà. Trời ơi, bạn thấy không? Trời ơi, trời ơi, một cái căn nhà nó chỉ gọi là bé. Đếm sao ta? Trời ơi, rất là bé luôn. Bé xíu à. Ôi, thế nhá, mình xem cửa nó đâu mà mình vào được. Đấy, nó, trời ơi, vào cái được luôn à. Các bạn là người mình to quá, thế nên là chỉ cần một cái chân đây. Trời ơi, đi này vào hết hẳn nhà rồi còn đâu. Ok, từ đã xem cửa nó đâu, chả nhìn thấy cửa luôn. Đại khái là rất là nhỏ các bạn, quá là nhỏ. Cái này mà làm kiểu như là, từ đã nhá, trời ơi, làm giống như cái gì nhỉ, mình quên mất rồi. Các bạn giấu nhà ấy, đó, các bạn đi chơi server các bạn giấu nhà thật chứ chả ai tìm thấy nhà các bạn luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá xem bên trong đó có cái gì nha. Mình sẽ để cái ngôi nhà của mình ở đây. Chui vào thôi. Rồi, chúng ta sẽ rồi luôn. Vào đây thì nhà nó cũng bình thường thôi, như bao ngôi nhà khác. Rồi có bếp, có bàn chế tạo. Có cái giường mà chả có cái gì luôn. Để mình thử lên xem cái tầng ở bên trên xem có cái gì không. Tầng dưới là chắc chỉ là khu nấu ăn thôi. Khu nấu ăn để giường thôi. Trời ơi, tầng trên chả có cái gì luôn. Ủa, thường đi mấy cái nhà là phải có đồ, đổi đồ, đổi điếc chứ. Trời ơi. Ui, what, trời luôn. Đây là gọi là nhân vật để chúng ta có thể là trao đổi những cái món đồ để khám phá ở trong cái ngôi nhà này đây. Rồi nó Divina cái gì đây, bác này tên là Divina. Trời ơi, người tí hon à? Rồi, có lẽ là mình là người khổng lồ. Trời ơi. Bác này mắc tí hon luôn các bạn. Rồi, thôi kệ đi. Rồi để có những cái món đồ gì đây. Wow, đồ cầu vồng à? Đồ rất là xịn luôn. Cái này là sinh ra gì đây? Gold với cả diamond slam. Ok, bây giờ mình sẽ phải cần rất là nhiều kim cương để có thể là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stack kim cương để mới có thể là đổi được hết những cái món đồ ở trong đó. Ok, đơn giản thôi. Tưởng thế nào. Trời ơi, đồ với núp ra. Này, đấy, kim cương thì nó gọi là game mode là vô đối rồi. Các bạn là mình chỉ đi khám phá, mình không sinh tồn, thế nên là mình phải nghỉ. Đấy, mình sẽ review cho bạn thôi. Rồi, chúng ta sẽ lấy những cái món đồ, đổi những cái món đồ ra rất là đơn giản. Cái này là cái gì, sinh ra mấy cái con xì lem xì liếc gì phải không. Rồi chúng ta ồ, quả táo. Rồi ok, đổi rất là nhanh. Trời ơi, cái ngôi nhà bằng nano này nó thật sự luôn là chả có gì. Không biết là có gì hot không. Rồi chúng ta xuống rồi. Ok, lại đi ra khỏi ngôi nhà này.
Ôi ơi, ngôi nhà bé xíu à. Thôi cứ để đây đi. Mình bây giờ sẽ đi thử test những cái món đồ có bên trong cái ngôi nhà này xem nó có hiệu lực như thế nào. Đây, chúng ta sẽ test lần lượt. Trước tiên là cái kiếm. Kiếm nào? 1.6 tốc độ tấn công và 100.0003 sức tấn công. Trời ơi. Đại khái là 100.000 đi. Hơn 100.000 sức tấn công. Thế thôi à? Trời ơi. Nó cũng chỉ là sức tấn công cao thôi. Để mình thử quất cái con. Wow. Cái này không có hiệu ứng, không có hiệu ứng sấm sét mà oánh ra luôn hiệu ứng sấm sét à? Ghê vậy. Rồi luôn. Các bạn thấy không? Kiếm này nói chung là cũng ok đấy. Con nói chung là cũng được đấy. Từ nha, mình sẽ từ lấy mấy con dân làng gấu bắt cực. Đây lấy con mấy con gấu hay ta. Thôi. Con bò đi, test con bò cho nó khỏe. Rồi, luôn trên băng ngắt luôn. Thôi bỏ đi. Con này nó quá yếu, các bạn là cái kiếm này 100.000 sức tấn công hơn thế này thì con nào nó chịu được. Ok, chúng ta tạm thời là biết. Trời, biết cái kiếm này sức mạnh như thế này. Tiếp đến là cái này là cái cuốc phải không? Cái cuốc có cũng 100.000 sức tấn công. À đâu, tốc độ tấn công 100.000, sức tấn công chỉ có 1. Rồi, thế có nghĩa là khi tốc độ tấn công của nó. Trời ơi, khi mình đào ruộng nó rất là nhanh luôn. Thử nhá, mình game mode lại cho. Trời ơi. Ồ, chặt gỗ với bình thường. Nói chung là nó tăng tốc độ. Tăng tốc độ tấn công giúp cho mình là đào. Mình cảm thấy rằng là cúp đất nó nhanh hơn tí. Trời ơi. Có vẻ là đồ ở đây cùi nhỉ. Cái đồ này cùi thật chứ. Rồi, tạm thời cái này là như vậy. Nó đẹp thôi, nó chả có tác dụng gì. Tiếp đến là chúng ta đến cái xẻng. Cái xẻng một sức tấn công, một tốc độ tấn công và cũng hơn 100.000 sức tấn công. Trời ơi. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, đào một click chuột ba block luôn. Nói chung là cũng được. Không có gì bất ngờ lắm với cái xẻng các bạn. Một lúc ba block. Trời ơi. Một click chuột ba block. 1, 2, 3. Rồi. Đại khái là nó cũng hơn game mode thôi. Thực ra thì cái này nó hơn game mode là cái chắc chắn rồi các bạn. Đố game mode các bạn nhanh được bằng mình. Rồi rồi. Rồi bao nhanh luôn. Mình tham xét đây cho nó dễ nhỉ. Buổi tối nó nhìn nó hoa mắt lắm. Ok, chúng ta đại khái là đây là nói chung là cũng được. Bởi vì là mình gặp nhiều cái xẻng nó VIP hơn rồi. Hoặc là nhiều cái xẻng nó VIP như thế này rồi. Thế nên là mình cũng không có gì bất ngờ lắm. Rồi, tiếp đến chúng ta đến với cái một cái cúp. Một cái cúp cũng có 100.000 sức tấn công hơn. Bây giờ chúng ta sẽ được thấy cái cúp. Trời ơi, cúp này tưởng thế nào nó cũng củi bắp à. Đây đây đây, có đá rồi. Ôi ôi, đào nó cũng như bao cái cúp mình đã từng biết rồi. Bao cái cúp VIP mình đã từng biết các bạn. Nói chung là cũng được. Đào một lúc 3 block. Được đấy. Cái này nó cũng hơn game mode. Hơn game mode là cái chắc chắn rồi. Rồi, ok, chúng ta mấy cái cúp này. Thực ra thì mình biết nhiều cái cúp VIP hơn. Thế là mình cũng không gọi là chú ý lắm. À, tiếp đến chúng ta đến một cái stick. Gậy lắp. Ok, cái này là hình như là một cái gì đó. Hay vậy. Trời ơi, bò bay à? Bò được thăng thiên à? Ok, mình hiểu nguyên lý hoạt động của gậy rồi. Khi các bạn đánh vào một cái con vật, vật thể chắc là không được, vào cái con vật gì đó nó sẽ được thăng thiên. Nó sẽ được thăng thiên. À, con mực. Trời ơi, mình đi tìm con mực xem thử. Mực đâu rồi? Sinh ra con mực đã. Thử nhá. Mình sẽ game mode sau đó. Game mode sau đó lấy cái quả trứng con mực ra. Đâu rồi? Mực của tôi đâu rồi? Con mực đây. Trời ơi. Game mode lấy con mực ra thả xuống nước. Không biết là nó có. Đấy, bơi đi em.
nó có được thăng thiên ta? Trời ơi, mực bay luôn. Trời ơi, mực thăng thiên luôn, không nhìn thấy ngày trở về luôn, không biết nó có rơi xuống không. Làm cách nào để có thể tự thử lên bản thân mình? Trời ơi, không biết là thời gian bay nó đến bao giờ mới hết. Đại khái là cũng được đấy. Trời ơi, bọn này ở dưới nước. À đây, bay ở, yeah. Thăng thiên đi em. Con này nó bị đang mắc kẹt ở trong cái block này. Rồi, đây con này cũng sắp bay rồi đây. Rồi, bay luôn. Mực thăng thiên các bạn. Đây là gọi là mực thăng thiên. Thay vì nướng mực ở ngoài trời nắng, mình có thể là đưa nó lên hẳn mặt trăng. À, mặt trời. Để nướng luôn trên đấy. Ok, đây là cái tác dụng của cái gậy stick này. Tiếp đến chúng ta lại đến một cái gậy. Rồi luôn. Cái này hình như là cái này là đóng băng à? Rồi ok. Wow. Ui. Không được nha bay. Rồi ok, biến mất tất cả mọi thứ trên đường nó đều thành băng tuyết hết cả. Ok. Cái này cũng sướng phết nhỉ. Chúng ta đi qua mấy cái con sông chúng ta không muốn bơi thì chúng ta có thể đóng băng nó lại. Rất là tiện. Rồi được. Nói chung là được. Công nghệ nano ở trong cái ngôi nhà này cũng được đấy. Chúng ta có thể biến mọi thứ thành điều không thể thành có thể. Rồi. Ok baby. Tưởng thế nào, gậy này cũng không có gì bất ngờ. Đấy. Tiếp đến là cái này là cái gì? Cái này nó có tác dụng gì? Wow. Trời ơi, cái này gọi là bá đạo. Trời ơi, đây là VIP của VIP của các bạn này. Các bạn biết gì không? Ôi ôi, này ai chơi? Đi chơi với ai? Từ nhá. Game. Để tránh bị gãy giò thì mình thử. Trời ơi, các bạn thấy gì không? Khả năng đào khoáng sản của nó. Trời ơi, thôi nghỉ chơi luôn đi. Trời ơi, kim cương này. Trời ơi, các bạn thấy không? Đào một lúc. Trời ơi, đây tới nha. Bây giờ mình lên một chỗ, một cái khu bằng đi. Một cái khu này rất là bằng phẳng đấy. Mình sẽ test cho các bạn xem một lúc bao nhiêu. Rồi. Bây giờ các bạn trời ơi, chỗ này tối quá, không nhìn thấy luôn. Đấy. Trời ơi, cái này là bao nhiêu block đây? Các bạn nào. Trời ơi, cắm đuốc lên đếm. Đấy, mình cho các bạn đếm. Trời ơi, bao nhiêu block đây? Đây, bạn đếm đi. Bạn đếm đi. Trời ơi, thôi nghỉ đi. Nó gọi là quá VIP luôn. Trời ơi, thường mình tưởng là cái cúp là VIP rồi, có hóa là mấy cái vớ vẩn này nó. Trời ơi, tiếc là vẫn không đào được cái bedrock các bạn. Nó chỉ là đào được những cái khoáng sản, những cái đá đất điếc. Wow. Trời ơi, thật luôn chứ, cái này mà đi sinh tồn nữa thật gọi là bá đạo luôn. Wow. Kiếm kim cương không có gì dễ hơn. Thật sự luôn là kiếm kim cương không còn gì dễ hơn khi có cái này trong tay. Ok. Đấy, tiếng chuông kêu ring ring cả. Ai. Ui. Quá VIP luôn, trời ơi. Wow. Đã vậy. Đã bay. Rồi. Chắc là mình sẽ vứt hết mấy cái này đi, đỡ rác kho đồ. Trời ơi, đã quá ta. Trời ui. Rồi. Đại khái là mình đã biết cái công dụng của cái này như thế nào rồi đấy các bạn. Trời ơi, nhìn các bạn nhìn cái chỗ này nó mờ quá, kiểu như là một cái gậy đi đào khoáng sản ấy. Rồi tiếp đến chúng ta đến với cái này là cái gì? Ừ? Sao lại sinh ra đá? Ủa? Biến mọi thứ thành à, trời không phải. Các bạn biết gì không? Trời ơi. Cái này là xây cầu. Bắc cầu. Rồi hiểu. Đã hiểu. Đấy, nó sẽ
kiểu như là các bạn muốn bắc từ cây này sang cây này, các bạn chỉ cần đây. Trời ơi, Easy Gaming không? Đây là cái cây gậy giúp chúng ta thể bắc cầu qua sông, bắc cầu qua núi, bắc cầu qua cây luôn. Được không? Trời ơi, nó dễ tay bay. Nó dễ nhà bay, không cần phải xây cầu kiếp gì cả. Trời ơi, cầu ngầm à? Rồi ok, đây là cái gọi là hữu dụng. Tiếp đến chúng ta đến với cái này mining này, như cái này là cúp. Ôi ủa hơ, các bạn thấy hay không? Trời ơi, lại đến một cái dụng cụ đào khoáng sản, nhưng mà thay vì là từ nhà game mode không, thay vì là mình có thể là đây, thường thì mấy cái cúp đào được bằng tay trái rất là nhanh, kích chuột trái ấy. Kích chuột trái rất là nhanh thì cái này lại thay vì đó các bạn làm ngược lại là kích chuột phải. Đấy, nó mắc nhanh luôn, kích chuột phải không có tiếng động luôn. Ui, chỗ này nhìn hoang sơ hoang vu vậy. Ôi, luôn không có tiếng động của đào luôn. Đấy nha, mình lấy cái cúp này cho bạn xem. Đấy, cúp này đào nó cứ bịch bịch cả mà, bởi vì nó không đào tay kích chuột phải, nó chỉ kích chuột trái thôi. Còn cái này ngược lại. Cái này hay nhỉ. Trời ơi, đào được mọi block luôn. Không biết là có thể đào được bedrock không. Đấy nha, mình thử lấy bedrock ra thử cho đào nào. Không đào được các bạn, kích chuột không có được. Rồi ok, không đào được bedrock, nói chung là cũng bình thường, không bằng cái này. Trời ơi, không bằng cái này. Cái này là bá đạo, cái này gọi là bá cháy. Chúng ta sẽ đến với quả táo này nè. Từ nha, mình sẽ game mode để ăn quả táo này. Mình để chế độ bình yên à. Để khó đi, sau đó ăn quả táo này vào xem là nó. Trời ơi, đây rồi. Ủa, chưa ăn à? Ăn đi. Rồi luôn đó. Nó bị lag phải không? Rồi được rồi, trời ơi nó bị lag các bạn. Ủa, ngoài kia con rồng kìa. Mày thích bay ở đấy à? À thôi, mình không ra gây họa với nó đâu. Chúng ta quả táo này thì vẫn như bình thường thôi. Thở dưới nước nhanh nhẹn, sức mạnh kháng cự hồi phục, đào nhanh, chống lửa. Rồi ok, nói chung là cũng giống như ba quả táo khác, chẳng có điều gì đặc biệt cả. Ui, cái gì vậy? Trời ơi. À, cái hiệu ứng đào nhanh, các bạn thấy VIP không? Wow, tay không đấm đá. Trời, trời ơi, cái hiệu ứng đào nhanh nữa. Rồi ok, mắc VIP luôn các bạn ơi. Trời ơi, cái này là đừng, các bạn đừng nói mình game mode nhá. Cái này là Ôi ôi, bơi trong lava bao phê luôn. Các bạn thấy không, tay không đấm đá. Trời ơi, bây giờ mình phải tìm tới nhà game mode để bay lên đã. Trời, game mode nó còn không nhanh bằng cái bình thường mình sinh tồn cơ. Đây, tay không đấm đá các bạn. Ở chế độ sinh tồn, tay không đấm đá, đấm đất nhanh hơn cả cúp. Trời, nhanh hơn cả game mode. Trời ơi, quả táo này ghê vậy. Cái hiệu ứng mà quả táo nó cho rất là nhanh luôn. Đấm một cái mà gãy cả gỗ luôn. Rồi luôn, thử lấy cái, mình thử một cái nữa, đó là lấy obsidian ra xem là nó có vỡ không. Mình mà đấm được vỡ obsidian thật sự luôn, thôi nghỉ game luôn. À! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Từ nhá. Trời ơi, có phải tôi đang nằm mơ không? Cái gì vậy? Rồi ok fine, nghỉ game. Không có chơi bài gì. Trời ơi, tôi đang làm cái gì vậy? Tôi nghỉ luôn đi, không có chơi game đâu. Trời ơi, nó gọi là VIP. Thôi, test nốt hai cái gì đây, quả trứng sinh ra. Chắc là mấy cái con gỗ xì lem. Ok,
Cái này hình như là mình biết rồi đấy. Rồi, đây là hai loại slime khoáng sản, đó là kim cương và vàng. Các bạn chắc là không biết đâu. Loại này thì khi các bạn đánh nó thì nó sẽ, trời ơi, một đấm chết luôn. Nó sẽ ra kim cương với cả vàng đây. Diamond slime bone. Đấy, rồi ok chưa? Trời ơi, tóm lại là mình đang khoái cái vụ mà đấm tay không đấm vỡ obsidian. Bedrock thì không thể đấm được vỡ rồi, mà đấm vỡ obsidian nó một điều gì đó nó quá kinh dị. Trời ơi, nó nghỉ game thật sự luôn. Các bạn thấy không? Ăn quả táo, gọi là táo này gọi là táo của Thor à? Táo của thần à? Trời ơi, thôi nghỉ game luôn, không chơi nữa, không quay clip nữa. Ok, thì ngày hôm nay mình đã thực hiện xong cái thử thách, đó là khám phá cái ngôi nhà bé nhất ở trong Minecraft. Ngôi nhà nhỏ nhất trong Minecraft. Các bạn cũng đã biết rồi. Và các bạn hãy comment ở phía dưới rằng là cái món đồ nào, cái vật phẩm nào VIP nhất ở trong cái ngôi nhà này. Thật sự luôn là mình quá là hãi hùng khi ăn xong cái quả táo. Theo mình là quả táo là gọi là VIP nhất. Trời ơi, tay không đấm vỡ obsidian. Ok, nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và comment ở phía dưới nhá. Chúc bạn xem video vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại. Mình nghỉ game luôn đi.